Chào mọi người, mình là Thanh 1983 Vlog đây. Nước của mình vẫn còn dâng cao các bạn ạ. Gió và mưa còn rất là to. Và người dân quê mình nhiều xóm cách lấy nhau cũng đã tản cư vào những cái phần đất cao để tránh lũ. Hiện mình đang có mặt tại đường đất đỏ xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đó các bạn, và các cái là nhà phát thanh. Nước lũ dâng cao và ngập nhiều ngày nên quê mình cũng đã xảy ra nhiều cảnh đáng thương vô các bạn ạ. Mình phải đi giúp một tay để bưng con tay lên đo để kiểm ra để lo hậu sự đó các bạn ạ. Mình không thể tiết lộ được, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã xem video, bấm đăng ký để ủng hộ mình nhé, để xem những video mới nhất của mình sẽ up sắp tới. Cảm ơn mọi người.